Xin chào quý vị các bạn. Đây là một chiếc xe Isuzu 5 tấn NQR. Thì xe có tình trạng đề rất là khó nổ, và khi mà nổ rồi thì động cơ rất là rung lắc, động cộng với lại chạy rất là yếu, và đồng thời xe báo lỗi động cơ. Thì chiếc xe này thì bên mình cũng phải bố trí thời gian để mà xuống, nên là mấy cái ngày đầu ở xe vẫn có thể ráng chạy được. Nhưng mà cái ngày hôm nay bên mình xuống làm thì xe đã nằm một chỗ và phải kéo về gara để sửa chữa. Đó, xe báo lỗi động cơ và bây giờ đề hết nổ rồi nha các bạn. Giờ chỉ có nằm yên vậy thôi. Và bây giờ bên mình sẽ tiến hành test lỗi để kiểm tra xem mà xe bị cái vấn đề gì. Thì các bạn có thể thấy rằng là máy đang báo lỗi là xe bị cảm biến trục khuỷu, hay còn gọi là cảm biến trục cơ có vấn đề. Đây là một trong những nguyên nhân mà làm cho cái chiếc xe này hết nổ rồi các bạn, không thể nổ được nữa. Đây các bạn, sau cái cảm biến trục cơ sau khi tháo ra là các bạn sẽ thấy rằng đầu của cảm biến là nó nát rồi các bạn thấy không? Đó, như vậy thì xe nó sẽ không, cảm biến trục cơ nó hư rồi thì không thể nào mà xe đè cho nó nổ được. Đó. Nguyên nhân mà tại sao cái cảm biến này nó lại nát như vậy thì khả năng cao là theo bên mình suy đoán là do cái vô côn nó hỗn quá các bạn, nghĩa là tài xế ép xe dữ quá thì làm cho cái bánh đà nó quá nóng, nó làm cho cái cảm biến này nó cháy, nhiệt quá cao làm cho cảm biến nó biến dạng, và lâu ngày thì nó sẽ hư cảm biến và không sử dụng được nữa, thì dẫn đến là xe không thể nào để nổ được. Trong giai đoạn đầu á thì cảm biến nó còn chập chờn thì xe có thể nổ được, nhưng mà cái máy rất là rung và rất là khó nổ nha các bạn. Nhưng mà chạy được một thời gian ngắn thôi thì xe là đè không nổ được nữa. Và đây bên mình đi mua một cái cảm biến chính hãng để mà gắn trên chiếc xe này. Đó. Thì công việc nó rất là đơn giản vậy thôi. Chúng ta chỉ mua cái cảm biến mới và thay vào cái cảm biến cũ và xe sẽ hết cái tình trạng đè không nổ. Và sau khi mà gắn cảm biến vô thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác xóa lỗi. Như vậy thì xe nó sẽ trở lại trạng thái bình thường và đè sẽ nổ lại bình thường nha các bạn, và xe sẽ không còn rung giật và đè khó nổ nữa. Ok kìa. Đá đi. Rồi, để máy. Và sau khi mà sửa lỗi xong thì bên mình sẽ kiểm tra lại các cái thông số của động cơ để xem xe có những cái biểu hiện gì khác thường không, để kịp thời thông báo cho chủ xe để chủ xe có thể tiến hành sửa chữa sớm, tránh những cái hư hỏng nghiêm trọng sau này. Cho ngoài cái coi. Ra nữa. Mà mình những cái con đó để nói này. Cũng là chỉ trên cái động cơ này, ví dụ nha, trên động cơ này, nhưng mà trên cung heo dầu á nó là chuyên dùng phải không, là đại tàu khi mà nó vô phải đúng không, đây cái đó em chưa làm, đại tàu mình làm nó được làm đó, mà chưa làm thì không chơi đâu. Thì cái chiếc xe này á là cách đây một tuần thì anh chủ xe có gọi mình xuống để làm, bên mình xuống, nhưng mà bận việc quá thì không xuống được. Thì lúc đó xe vấn đề vẫn nổ, mà nó khó nổ thôi, mà khi đè lên thì động cơ nó rung giật rất là nhiều,
nhưng mà vẫn chạy ráng được. Nhưng mà đến lúc mà lần sau gọi lần thứ hai á, thì xe là hết nổ được rồi. Và lúc mà xe hết nổ thì anh có gọi thợ điện lại, thì người thợ điện anh cũng mò cả ngày đó các bạn, mà nó không được. Đó, qua qua đây thì mình cũng muốn kể cho các bạn câu chuyện, thì rất là nhiều khán giả gọi về cho mình nói rằng cái xe đang báo lỗi động cơ, vậy cách xử lý như thế nào? Thì mình kêu là động cơ báo lỗi thì chỉ có dùng máy chẩn đoán mà kiểm tra thôi. Mấy anh mới nói thôi để mình kiểm tra lại toàn bộ cầu chì, dây điện. Mình nói luôn là, và qua đây mình cũng nói các bạn kiểm tra cả ngày nó cũng không hết được, mà có cho các bạn kiểm tra cả tháng cũng không được nữa. Bởi vì mấy cái dòng máy điện á, mà các bạn không có máy chẩn đoán á, thì các bạn đừng có làm, mất thời gian lắm, đừng có mòm chi hết á. Giả sử như may mắn á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đứt một cái sợi dây điện hay à cái giắc điện nào đó, các bạn nhìn thấy nó bị chảy ra hoặc là nó bị gãy hay bị chập chờn gì đó thì các bạn nhìn thấy được. Còn nếu như mà nó không phải bị như vậy thì các bạn có mò đến Tết Congo nó cũng không ra đâu các bạn. À, nên là cái dòng máy điện á, là các bạn nào mà đi sửa dòng máy điện mà đến cái gara nào á mà không có máy chẩn đoán thì các bạn về không cần phải mò nha, các bạn mò nó không có ra đâu. Đây cái kinh nghiệm mà mình muốn chỉ lại cho các bạn. Đồng thời các bạn thấy không, cái xe này các bạn đừng có sợ máy điện nó không khó sửa chữa, những cái dòng như vậy cực kỳ dễ sửa chữa các bạn. Các bạn chỉ cần những cái bạn của nó, các bạn chỉ cần nó báo lỗi động cơ, cắm máy vào cái là xử lý được ngay. Như chiếc xe này nếu như mà có đồ á, mình chỉ sửa trong vòng 10 đến 15 phút, cái công thay cái cảm biến trục hiệu thôi, cũng chẳng có làm gì hơn cả, rất là nhanh chóng. Sửa chữa rất là đơn giản. Nó chỉ tốn cái thiết bị, giả sử máy chẩn đoán thì nó hơi mắc tiền, cái thứ hai nữa là cái cảm biến, cái thứ ba nữa là cái người thợ thì cũng biết sơ sơ về 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 các cái sử dụng máy chẩn đoán, là cách chẩn đoán các thiết bị đó. Nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp nhé. Rồi rất mong rằng quý vị sẽ hiểu hơn về những cái dòng máy điện, những cái dòng Euro 4 nó xử lý như thế nào. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau của kênh ô tô tại Đồng Nai.